Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Nidai. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Last Pirate nha các bạn. Thì lần này là tựa game Last Pirate này chưa có update gì nhiều nha các bạn. Đó, update hôm bữa là hết rồi đó. Nhưng lần này là mình muốn so sánh cho các bạn xem sức mạnh giữa hai cây kiếm duy nhất trong tựa game này được lên V2 đúng không ta? À lộn, như có Bicento nữa. Mình nhầm. Đó. Thì mình sẽ so sánh thử cho các bạn xem. Mình nghĩ là Bicento là lên V2 cũng không có thể nào mà so với lại mấy cây này được các bạn ơi. Tại vì sao? Tại vì cây Saber với lại cây Yoru là như là hai cây được thêm một chiêu mới luôn. Còn như là cây Bicento V2 các bạn vẫn có hai chiêu à, không có chiêu thứ ba. Nếu mình so sau Bicento vô thì sợ là yếu quá đó các bạn. Đó là vậy. Nên mình muốn so cho các bạn thử giữa cây Yoru. Đây Yoru các bạn bỏ tiền ra mua nha. Ủa đâu rồi? Đây. Đây, cây Yoru các bạn bỏ tiền ra mua 1000 Robux. Và các bạn chỉ cần 300k bounty thôi thì các bạn đã lên được V2 rồi. Và một cây Saber cũng không có dễ đâu nha các bạn. Cây Saber này là không dùng tiền mua được nha các bạn, là các bạn phải đánh du biển rớt ra hoặc là các bạn phải mua cục ngọc từ cái ông bán chợ đen cứ 2 tiếng ra một lần á. Thì hình xu ra cục ngọc các bạn mua rồi các bạn mới có thể đi đổi cây Saber được. Rất là cực luôn. Và muốn lên Saber V2 còn khó nữa nha các bạn, là các bạn phải săn bounty lên tới 1M bounty. Đó các bạn mới có thể gọi là lên Saber V2 nên cái gian khó cực hơn á. Là mình thấy Saber cực hơn nè. Nhưng mà mình không biết cái độ cực này có mạnh hơn Yoru hay không, hoặc là vẫn thua Yoru nha các bạn. Tại Yoru là bỏ tiền đó mà. Thế là vậy rồi. Thì từ từ trước khi so mình đi random trước nha các bạn. Random chơi đi. Đấy. Biết đâu ra trái Dragon mình đi khoe. Nhưng mà không nha các bạn. Không có Dragon nha. Oh, một trái đỏ. Ôi tính ra random cái shop này mà hên lắm mới ra trái đỏ các bạn thật sự. À Gura. Gura nha các bạn. Trái này trái Gura nè. Hình như trong cái túi của mình là ba trái mythical các bạn ơi, nên mình chắc cũng không cần Gura lắm đâu ha. Đấy, lính lính là ăn nhầm nữa là mất Dragon chắc khóc luôn á thật sự. Rồi, thì bây giờ mình sẽ về mình như ở đây đâu có inventory đâu đúng không? Đúng rồi bạn ơi, vậy mình phải về cái đảo tân thủ để mình lấy Yoru ra mình so sánh cho bạn xem được. Giữa hai cây xem cây nào sẽ mạnh hơn nha các bạn. Đam mạnh hơn. Đó, BB khỏe hơn và đi ải ngon hơn. Từ từ. Mình cái tiếng hơi to. Để mình dặn nhỏ xuống đấy. 25 thôi. Rồi, đi thôi. Rồi. Tại vì nếu mà so cái độ khó các bạn thì mình thấy cây Saber khó lấy hơn nhiều luôn các bạn ơi. Tại Yoru là cái mấy bạn chỉ cần bỏ tiền đúng không? Với lại đánh nói chung là các bạn không cần săn lắm đâu, các bạn chỉ cần đánh boss thôi á. Là các bạn cũng có bounty đủ các bạn để thức tỉnh Lucklet nè, Lucklet lên V2 nè và sao và Yoru lên V2 rồi. Chứ không quá khó khăn lắm đâu, còn Saber là các bạn cực lắm luôn, phải kiếm được cục ngọc kìa. Đổi được cây Saber, trời ơi. Đổi được rồi cũng không phải lên V2 được liền đâu, phải săn bounty nữa. 1M luôn mà các bạn, không dễ đâu, đó là vậy. Nên mình thấy cái hành trình gian nan, mình thấy Saber này khó hơn nhiều nè. Còn Yoru là chỉ cần bỏ tiền với lại cày cuốc thêm tí là được à. Đó là vậy, để xem hai cây này cây nào mạnh hơn ha. Giữa Saber V2 và Yoru V2. 300k bounty. Đó, đấu với lại 1M bounty nha các bạn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ so đam ha, xong mình sẽ nói về chiêu sao nha. Đây. Đây là inventory nha các bạn có thể lấy. Nhưng mà mình phải lưu xì bám đây nha các bạn, tại vì như mình lấy kiếm ra là mình sẽ bị reset về á. Đi qua một đường nữa xa lắm. Đây có Bicento V2 nữa các bạn. Đây, đó các bạn không? Mình lấy ra là mình sẽ bị reset về. Mình sẽ toan đấy. Là Bicento V2 thì có hai chiêu à, mình so vô thì khá là tội cho Bicento các bạn, yếu lắm. Mà từ từ nha. Yoru của mình đâu? Ủa? Từ từ nha. Hình như là mình không thấy cái Yoru trong này đúng không ta? Không có chữ Yoru. Ủa? À, Black Play. Trời ơi. Không phải Yoru mà là Black Play. Ok, giờ mình mặc áo vô nha các bạn cho tăng đam luôn. Rồi, đầu tiên quánh thường nha. Quánh thường là 1413 nha các bạn thấy nha, 1413.7 luôn. Tại trong này hiện đam khá là lõ luôn. Đó. Nên mình có thể ghi đam cho bạn xem được luôn. Mình so sánh từ một đánh thường với lại ba đầu chiêu luôn nha các bạn. Cái chiêu ít này hôm bữa lỗi nữa các bạn. Đáng lẽ là trưởng ra. Đó, trưởng Long Quy con rồng này mới đúng nè. Ui, 3062 nha các bạn. 3062.5 luôn. Đó, đáng lẽ trưởng rồng mới đúng mà hôm bữa mình tuyển thì mình xoay xong bị lỗi. Vãi game thiệt. Rồi, chiêu Z nha, giờ tới chiêu Z thử nha. 2937.5. Đấy. 2937.5. Rồi. Và chiêu cuối cùng. Chiêu C. Chiêu này là chiêu do V2 lên các bạn mới có thể có nè, hình như thay đổi duy nhất luôn. Rồi.
2937 nha bạn, giữ 2937 luôn. Ô. Ô, vậy là chỉ có chữ X này là thay đổi là đam to nhất hả? Ảo thế. Phải không? Đó, chữ X này thay đổi nè. Là đam to nhất. Còn lại là chiêu giấy, chiêu C ngang nha, ta chiêu C được thêm vô mà. Chữ ngang đam với là chiêu Z nhờ. Đó. 2937 2937 luôn. Ồ. Từ từ. Hình như là đánh đồ đánh thường là auto ngang nha đúng không? Đúng rồi bạn ơi. Đây đây, 1 2 3 4. Ấy, 1 2 3 4. Ơ, gì vậy? Ôi khó nhờ, khó nhờ, khó quá chúng nha. 1. Ây à. 1 2 3 4. Ơi cái cú tư mà gì? À, dũng 1 1 4 1 3 thôi nhé, 7.7 thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tới Yoru nha các bạn. Mình sẽ lấy Yoru ra. Đây, vậy là xong cây 1 M Bounty. Với lại cùng ngọc ốp nha các bạn mới ra được cây server. Đó, rồi. Bây giờ tới Yoru. Đấy. Yoru. Hình như cái điểm Yoru này cần cao hơn là server đúng không? 750, như server cũng ngang ngang mà đúng không? Server nhiêu? Ồ, server. Trời, server có 300 mà các bạn ơi, là mát 3 chiêu rồi. Yoru là cần tới 750 điểm lận. Hèn chi. 1 300 700 mà thấy chưa? Thôi. Rồi mình thấy Yoru bắt đầu hơn rồi nha. Không lẽ hàng bỏ tiền vẫn xịn hơn hàng cây cuốc sao? Cũng đúng các bạn ơi. Trời ơi, 1507, trời ơi, rồi thấy hơn rồi nha các bạn. 1507.5. Chưa gì là thấy hơn rồi đó, một cú đánh thường thôi đó. Trời ơi. Hàng bỏ tiền khác biệt quá các bạn ơi. Rồi giờ Z. 2006. Ô. Ô. Ô chưa Z, lại đam yếu nữa các bạn. Ờ, hơn đánh thường nha, hơn đánh thường tới 100 đam lận á. Khá là hơn đánh thường khá là nhiều nha, nhưng mà ô 2625. Ô. Nhưng mà cái đòn Z này là thua cái đòn Z bên Saber rất là nhiều luôn nha các bạn. Chắc cỡ 300 đam luôn á. Vãi. Ghê hả? Nhưng mà mình nghĩ là đam to to nhất lại là cái chiêu ít này nè các bạn. Đam to ít, đam to nhất của Yoru á. Nhưng mà quái đây thì khá là yếu. Nên mình nghĩ là mình không thể nào mà đứng ở đây quánh cho bạn xem được đâu. Mình sẽ qua một bầy quái mà châu châu một tí nha. Bảy châu châu rồi mình mới có thể tính lượng đam chuẩn cái chiêu ít này cho bạn xem được. Mấy cái chiêu mà ngồi giữ tính đam bạn thì hơi cực. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bay qua bên tổng bộ hải quân ha. Đấy rồi mình quánh con quái ở bển là mình soi cho các bạn xem được liền à. Trời ơi. Không ngờ cái chiêu Z của Yoru lại yếu vậy nha mày. Yếu hơn Z của Saber nhiều. Yếu Saber 300 đam lận đó. Nhiều lắm đó. Là trong này máu các bạn, máu khá ít luôn nên đam càng nhiều thì càng tốt. Nên là game này máu với lại lượng đam admin tính không bằng đó bạn. Nên BB cũng đã lắm. Không phải một hit cái tan liền đâu. Đó là vậy. Rồi, giờ thử giữ cái chiêu ít nha các bạn. 346 nha. 346 15 hit. Đó, 300 từ từ, 346 chấm mấy á, từ từ để mình tính lại nha. 346 chấm mấy á. Và các bạn tính thêm số hit nữa là xong à, dễ lắm. Rồi rồi rồi, đợi hồi nha. Đây. 346.8 nha. Tổng cộng là 15 hit. Đó, 346.8. Đó, 15 hit. Đấy. Ôi tổng cộng là thôi 5200. Thôi. 5200 đam nha bạn. Tổng cộng là tới 5200 đam lận, đam to vãi luôn. Oh my god. Đấy, được cái chiêu ít của Yoru thì đam to nhất, nhưng mà cái chiếc Yoru này mình nghĩ trong BB các bạn mà đứng yên quẹt vậy đó, phương đâu không có đứng kế bên các bạn đâu, thật sự đứng từ xa chưởng vô phát các bạn đứng giữ vậy là tan. Nhưng mà các bạn chỉ cần bắt chúng đối phương một cái là khống chế được là chỗ một đống đam liền luôn, thật sự đam to lắm á. Rồi giờ tới chiêu C nha. Chiêu C 3250. Ô hơn luôn nè. Ô 3250. Đấy, vậy là sau khi mà tính từ một đòn đánh các bạn, đòn đánh của Yoru cũng hơn, đòn đánh Yoru cũng hơn, chỉ có chiêu Z thua thôi. X với lại C là hơn cái cây Saber V2 hoàn toàn nha các bạn. Yoru V2 vẫn mạnh hơn nha các bạn. Đó, về đam. Và mình nghĩ trong PvP thì Saber có thể gọi là tốt hơn các bạn. Tốt hơn đây là sao? Tại vì chiêu của Saber là như là toàn chiêu đánh xa các bạn ơi. Ba chiêu trưởng đúng không? Một trưởng nè. Cái X thì trưởng rồng ra, chiêu C cũng là trưởng cái chiêu X ra. Là vậy, còn Yoru là chỉ có hai chiêu trưởng thôi. Đó, là vậy. Thì theo mình là vậy thôi các bạn ơi, nhưng mà Yoru thì vẫn đam to hơn nha các bạn.
Thì mình nghĩ là Yoru trong BB vẫn ngon đó, vẫn có thể ngon nha. Tại vì có chiêu hit đam to thiệt nhưng mà giữ chiêu thì hơi đù tí, là các bạn giữ một phát là các bạn bị hụt hụt luôn đánh liền đó là vậy. Rồi còn Saber thì cơ động hơn một tí đó là vậy. Nói chung là hai cây mình đánh giá nha, thiên về đam thì Yoru hơn hoàn toàn luôn á, Yoru hơn hoàn toàn luôn mày. Mặc dù cái chiêu dép thua nhưng mà mấy bạn thấy không, ba cái kia bù lại là hơn hoàn toàn rồi, hơn hoàn toàn Saber V2 rồi. Cái thứ hai là gì, dễ các bạn ơi, có tiền là lấy được à, có tiền lấy được à, 300k bt thì farm tí là xong rồi đó là vậy. Còn Saber thì khó lấy cực kỳ đó, khó lấy lắm. Nhưng mà Saber lại hơn cái Yoru được một tí là cơ động, là đánh từ xa dễ hơn là cái Yoru này các bạn, Saber V2 á. Đó là nhỉnh hơn một tí à, chứ mình nghĩ là Yoru vẫn hơn nha các bạn. Hàng bỏ tiền mà. Chịu thôi các bạn ơi. Rồi. Vậy là mình đã so sánh cho các bạn xem Yoru V2 và Saber V2 rồi ha. Thì các bạn thấy hay xin một like, một subscribe của mình nhé. Để mình có động lực cập nhật clip hay hơn nữa ha. Câu giờ thi. Bye bye.